Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan khu trưng bày các sản phẩm tốt nghiệp của các bạn sinh viên khoa Thiết kế Đồ họa Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Nơi tụi mình bước vào cũng khá là rộng rãi với nhiều gian hàng khác nhau. Mỗi năm chấm tốt nghiệp tụi mình đều đi xem và thấy năm nay khá là hoành tráng với lượng bài sinh viên tốt nghiệp đông nè, theo đó là đa dạng về chủ đề nữa. Nếu như các bạn thắc mắc sinh viên làm bài tốt nghiệp sẽ làm các mảng nào để có những gian hàng hoành tráng như thế này, thì theo như chia sẻ của một cựu học viên của mình, bạn đó cũng có gian hàng trong này luôn đó, thì sinh viên sẽ được chọn các thể loại như sau. Một, có thể thiết kế hệ thống đồ họa, quảng cáo thương hiệu, sản phẩm hay là bao bì. 2. Có thể thiết kế hệ thống đồ họa, quảng bá lễ hội, sự kiện hay là chiến dịch tuyên truyền cổ động. 3. Có thể thiết kế hệ thống đồ họa, trình bày minh họa truyện, sách, tranh, game hay là minh họa cho branding luôn á. Và thứ tư là có thể thiết kế hệ thống đồ họa, sách, ảnh, nghệ thuật, artbook. Và để tìm hiểu kỹ hơn thì mình nghĩ các bạn nên tham khảo thêm bài viết liên quan tại website VeVui.net để hiểu sâu hơn nha. Còn bây giờ mình xin review loanh quanh các gian hàng nhé. Bì sách là thiết kế bì sách này. Đây đa số là làm bì sách đấy. Ít người làm em đấy. Bì sách chưa đâu biết, tại vì em chưa có vô thử, phải vô mới được cái gì. Theo như chủ quan mình thấy thì năm nay làm về mảng minh họa rất là nhiều, nên các sản phẩm được trưng bày trên các gian hàng rất là phong phú. Mình thì đang trao đổi với học trò, về đầu tiên nhìn thấy nên là tụi nó có hơi choáng. Tính mình thì hơi nhây nên lâu lâu mình lại hù tụi nó là tiền làm bài tốt nghiệp lên đến hàng chục triệu đồng, làm cho tụi nhỏ sợ chơi vậy đó. Phía sau lưng tụi mình là gian hàng minh họa sách đó các bạn. Coi kìa, con mới nhắc sau lưng có nó xem chăm chú quá trời quá đất hả. Trời ơi. Song song với chủ đề minh họa sách truyện thì chủ đề thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cũng khá là hấp dẫn mình đó. Đây là đồ án làm nhận diện thương hiệu này các bạn. Bạn ấy làm về sản phẩm ván trượt rất là cute ghê, với tông màu xanh hồng dành cho giới trẻ. Bắt mắt quá trời. Mình đi kiếm coi thử gian hàng của chị Hà nằm đâu nha. Biết chị Hà gian hàng đâu ha? Gian hàng là vậy hả cô? Mỗi trường có một gian hàng để tốt nghiệp trưng bày ra, làm tất cả hết. Rồi cái này của có thiết kế đồ họa thôi. Thiết kế đồ họa. Còn thằng đồ họa tốt nghiệp sao? Đồ họa thì có ngày đóng đi. Có cả chứ. Bài cái này luôn. Người lộc gian luôn. Làm mấy sản phẩm rồi tự sáng tạo. Người lộc gian. Trên đây là 3 người đang 1, 2, 3. Đỉnh của ta. Đồ án tốt nghiệp. Có những cái đầu tư đến mất mấy chục triệu, 90 triệu cũng có, 100 triệu cũng có. Đấy rồi. Mất đầu tư. Ví dụ là các bạn có nhiều tiền này. Như cái này có nhiều tiền này. Máy này quay đẹp rồi. Sáng. Đi, nhìn dòng đi. Để tao nói thích coi gì tao nói coi. Còn đây là đồ án minh họa truyện này các bạn. Tên câu chuyện là Một Ngày Ấu Thơ đó. Ê, mình thấy cái máy chơi game kia. Cái máy chơi này á, hồi xưa mình hay mượn chơi lắm. Và mình tất nhiên là không có tiền mua rồi, toàn phải đi mượn thôi. Cái này là gian hàng trưng bày, nhưng mà chấm thì bà sẽ chấm slide ở trong phần kia. Chấm Thảo sẽ chấm, hội đồng chấm phần kia. Chấm slide xong rồi bà sẽ chấm lại. Có thể là chị Hà trong đó đang chấm thuyết trình đó. Thuyết trình sản phẩm của mình. Ý, cái gian hàng tông màu vàng này cũng là minh họa truyện luôn nè. Bạn này lấy truyện số đỏ để minh họa. Và mình thấy bạn này sử dụng tông màu rất chi là vintage luôn. Bạn này đầu tư ghê luôn á. Bạn đặt luôn cái máy may với lại mấy con cái con mannequin trên bài luôn kìa. Và bạn trưng bày những cái khay mà đặt vải mấy đồ rất chi là này nọ. Và mình nghe đâu là bài này điểm khá là cao đó. Oh, nguyên combo váy cưới cô giao chú rể luôn nè. Và đây là bài làm về mảng nhận diện thương hiệu đó mọi người. Lấp la lấp lánh luôn. À, bên kia là cái mà bài làm về thiết kế giao diện app nha. Bao bì kỹ hết luôn, chung là những cái bộ gì thương hiệu là làm hết. Nhiều quá. Hello. Hello Hà, ủa sao vậy? Ủa khoan Hà Hà. Thanh Hà luôn, màu xanh luôn á. Cái bạn mà hồi đầu mình có nhắc đây nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bài tốt nghiệp của bạn Hà và nghe những điều bạn sắp chia sẻ sau đây nha. Danh hàng của Hà một màu xanh, nguyên một màu xanh luôn ha. Đâu các bạn? Nè, để đeo nè. Seller. Con hươu à? Con nhiều con mà, nguyên một bộ bên đây luôn. Ủa, giống tem quá vậy? Tem á thầy. Ủa? Khoan, để coi cái đề tài là cái gì? Cái này làm cho Facebook được, là mấy cái ấy trên Facebook luôn. Cái website. Hệ thống. Cái cơ á. Nhận diện thương hiệu Thảo Cầm Viên. Thảo Cầm Viên hả? Cái này xem lại Cầm Viên. Ủa không? Cứu hộ và bảo tồn động thực vật. Vẽ chứ sao? Không mất 2 triệu. Trời. Đây có apps nữa nè, ủa Hà làm apps luôn à? Ủa? Có, em kêu cô tải á, cô tải để coi cái này nè. Hàng gì? Vô tải đi. Tại sao? Nè nó có tên nè. Đây nè. Có tên app gì to không? Cô vô. Có là chơi cái đó. Chị quá. Chơi từ từ để em chuyển qua Việt Nam. Nè. Nhớ hồi xưa Hà thích Hà Mã lắm nè đúng không? Alo. Quay tải app của Hà mới tạo app. Hà Talent, không phải app, nó là AI á. À. Hà Talent. Ô cô có 4G đúng không? Có 3G. Chỗ nhanh nè. Nè là bây giờ nhẹo. Cô lấy tấm vé đúng không? Hả cái gì? Cô lấy tấm vé nè. À lấy tấm vé cái này lên. Xong cô soi vô. À scan đó hả? Thì nó làm sao? Nó sẽ chuyển động á. Ghê vậy? Đâu thử nó hồi mọi người xin chữ ký Hà phát. Cái này đơn giản mà mọi người. Không, mình không biết. Đơn giản mình không có biết. Gà quá. Idol. Cái đúng không? Đây. Đâu chuyển động đâu. Ồ. Ngon vậy? Cái gì hả? Này là làm sao hả? Thế là mình làm chuyển động xong rồi mình bỏ vô cái app này hả thầy? À. Để đăng lên story sống ảo. Không là Hà Tây lên có khác một bộ là. Ủa mấy cái poster này nó có chuyển động giống vậy không? Không em chỉ để vé thôi. À. Vé đẹp vậy mà đem đi xé uổng lắm ha. Ủa đâu cho xé đâu. Không phải, ý nói là nếu mà nó thành hiện thực á, Thảo Cầm Viên nó bán vé giống vậy đi. Khách hàng người ta xé ấy ra. Cái này đúng không? Ừ đúng rồi. Con hồng hạc. Ở không hồng hạc có con Thanh nè. Thanh hồng hạc. Hồng hạc có em nè. Thanh. Đúng rồi. Hồng hạc có Thanh nè. Hồng hạc nè, hồng hạc. Thanh là con hồng hạc. Ủa Hà, sao có Hà có làm tự họa không? Con tự họa em đi. Nhưng mà app này chỉ có tác dụng với mấy cái phiếu này hả chị? Đấy là cài vô. Thì Hà làm phiếu thôi, còn chút. Còn phải tẩy giá à? Tẩy giá. Ôi. Ghê, em xỉn mà. Rồi. Hà tay lên được mà. Ờ sao Hà không làm tự họa đi em? Thôi tự họa chứ trời. Giám đốc sở thú. Có mấy con nó không có nhận diện được cô. Trời. Nhiều khi do mạng là... Kìa Thân, không hạt của em. Con học hạt rồi hả? Chị nào học chị Hà. Chị nào chị Hà chấm tốt nghiệp xong đó, xin chị Hà một con học hạt. Chị Hà bán giá cắt cạn đâu. Không biết tôi làm cái này trong bao lâu không? Một năm trời đó trời. Năm trời kia chưa đạt. Năm hả chị? Ừ. Không, Đạt nó mê thời trang. Cô giờ nhận được hết luôn á, điện thoại em nhận không có được. Nhiều. Mình phải lụm mà. Thân nó mê thời trang là nó đâu có mê làm design ấy đâu mà. Thế làm mấy này ngon không? Dạ dạ, cái nắp ấm đúng không? Tóc người nè. Xịn quá à. Đâu 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 đâu, cái nắp ấm đâu. Đây nè, đây nè, bắt nè. Bắt ruồi. Bay vô. Rồi lượm luôn. Ý tưởng 10 tỷ. Ý tưởng 10 tỷ. Tỷ phú rồi. Không nhiều người giỏi hơn nữa. Thôi đối với mình Hà là giỏi. Đấy. Đây để chụp đi Hà có chuyển động không? Đó đang chuyển động đó. Không chuyển động là có chuyện luôn. Ủa rồi em bao giờ vô bảo vệ? À, sáng mai. Sáng mai. À sáng mai mấy giờ? Em không biết nữa, lên lúc nào lên. Nói chung là lớp em là sáng mai. À sáng mai thầy cô mang pháo lên cho nổ. Bảo vệ giống kiểu phản biện thầy. Ờ đúng rồi. Kiểu phản biện rồi, phản biện rồi. Đúng rồi. Hôm ngày mai mang cái băng rôn lên. FC. Đem ô tô lên nha. Mai lên xin dấu răng. Ê răng kìa. Răng kìa. Cắn liền. Đây nè, chị Hà nè, Hà Mã nè. Giống luôn á. Hà Mã xin dấu răng được á. Hợp lý. Hà xưa mê Hà Mã lắm. Nói đi hả? Hà xưa Hà thích Hà Mã mà. Hà Mã dữ lắm mà đừng đùa. À vậy thôi gì bên ngoài thì cô tên bên trong thì không dữ. Đúng là Hà Mã vậy đó. Tớm phát là bụp. Bẹp. Hà Mã dữ lắm á. Đi tự luôn á. Ô cái tem này mà có cái Hải xong Hải có bán không? Em sợ người ta mua không nổi á. Thiệt, tại vì em nghĩ cái này là dễ hết đúng không? Nếu mà bán là phải bán luôn cả không dễ nữa. Là mắc lắm, không ai mua đâu. Từ có người mua thôi. Bộ tem này ký tên em lên nữa. Ai mua trời. Nghệ sĩ chưa nổi. Từ sẽ nổi. Còn bên kia là dạ, con căn này quán. Thì bên đó là làm con vẹn này. Con vẹn này quán nè. Quán rồi em vẽ nè. Không có đụng hàng đâu đâu. Chắc luôn. Thì bài vẽ của em á, bài đăng ký của em á. Bài đăng ký của em là con tu căn mà. Ở gì hả? Ở trong sở thú đâu có mấy cái cây nắp ấm hay là cái cây gì đó. Có đâu ra vậy? Có hết. Em mà vẽ vô lý là em bị trừ điểm. Ủa sao thầy vô miết không thể thấy đâu. Nó ở trong một cái có cái nhà thực vật á. Có. Nó có nhà thực vật. Dĩ nhiên xương rồng thì dĩ nhiên là có rồi nhưng mà cái cây nắp ấm có biết không? Cái đó. Có mà. Rồi. Coi đã không? Này hay quá ha. À bản đồ. Hà đi là chị bảo vệ đúng không? Hà đi hướng dẫn mọi người coi Hà. Đi coi. Tại vì mọi người không biết cái người ta làm chủ đề gì á. Không có gì đó em cũng không biết đâu nha. À đó là gì? Đó là gì? Cái gì? Sự kiện gì á? Em cũng chưa có rõ. Sao bị xì bích lắm. Bạn này giỏi. Bạn này được 9 rưỡi á. Cao nhất. Làm cái đó con rối. Ừ, cũng đẹp thiệt. Nó sẽ giống Nhật Bản đó bây giờ. Nhật đó. Nhật cái mặt nạ là biết rồi. À. Ủa hả? Dạ. Này bảo vệ cái bài này hả? Chưa bảo vệ. Chưa bảo vệ thế được, cẩn thận nha, không có đụng nha. Ê, con kia. Bài ta chưa bảo vệ. Đi đi. Ôi, có sinh nhật của không hả? Có logo sao nữa. Ê, sao thấy chưa Kyuubi sẽ giống trong Naruto á. Amateras, Susanoo nó kìa Phong. Đó Đó, tên của mấy vị thần kìa. Amateras thì biết, Susanoo cũng biết luôn. Giống trong Naruto á. Biết ước của mình vô kìa. Rồi giết được ạ. Được hả? Tốt nghiệp lấy chồng. Tốt nghiệp lấy chồng. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. VeVui.net. Đâu? VeVui.net. VeVui.net. Xong mi si quýt lớp luôn. Ở này là tuyển nhân viên trái hình. Công ty anh muốn tuyển em, liên hệ qua contact. Công ty Action Combination. Hello Sương. Dự án hoạt hình sao rồi? Dạ, hoạt hình dạ. Stop motion. Em biết stop motion là gì á. Thế đang làm mà. Giờ đang làm búp bê rồi. À, chị làm búp bê rồi. Vô ghi điều ước của em lên kia kìa thằng. Đó. Điều ước. Có. Ghi đứa lên kia kìa. Sớm quá. Làm sau có vợ lấy. Nó sao có con luôn, có vợ gì. Sớm quá thầy. Vẫn chưa nuôi được. Đẻ hai đứa. À, đẻ hai con nhỏ đẻ. Ghê. 18 tuổi đẻ hai đứa. Đi coi tiếp nhỉ. Ý, dây nè, trời ơi, đam mê 12 con giáp. Bộ sưu tập 12 con giáp. Vẽ luôn. Nghe nói như có nghe nói có gian hàng kia đem nguyên cái xe lên phải không hả? Ở đâu có nguyên cái xe luôn. Xe thiệt luôn. Đâu đâu? Đâu để coi Racing Boy nào. À, Racing Boy. Kìa tụi em đi coi Racing Boy. Wow, có những cái xe thiệt luôn. Nó bỏ vô thang máy sao mà nó lôi lên đúng không? Rồi. Tôi để chiếc xe này lên. Thanh niên này rất là, thấy không? Thấy chữ racing không? Racing everything kìa. Này là gian hàng của một racing boy kìa. À, để cô xe boy cưỡi à? Đấy, tuyển Thành lý luôn. Thành làm mẫu nữa đó. Thiệt, đầu tư thiệt. Xe này chắc là mua quá. Không biết là đem xe của nó lên à. Ủa, xe mới luôn hả? À, bởi vậy. Không chắc sơn lại. Biết không? Thiệt. Đầu tư vãi. Siêu đầu tư luôn á. Sơ mấy chục triệu thôi. Một chẳng 2 đua nữa chứ. Nhà không có gì ngoài điều kiện. Rút ra. Trời ơi, nhà không điều kiện không mà. Này không dư sức. Ừ, không ô tô luôn. Chân nguyên ô tô trên này luôn, biết cắm được kiểu gì. Không biết mang ô tô với kiểu gì luôn. Ô tô với tay cầm đúng không? Vậy là dạng ra. Thành dữ nữa đó. Ui. Rồi năm sau thi ấy đi. Đạ. Năm sau thi thiết kế đồ họa đi. Cái đồ họa mỹ thuật á. Sau thi thiết kế đồ họa mỹ thuật đi. Phải có thời gian suy nghĩ hả? Sao giống thiệt quá. Điện thoại giả giống thiệt ra luôn á. À. Không biết. Cái vỏ thôi đúng không? Game. Apps game. Cái này giống cái răng của con Susanoo hả? Game kim cương. Game bí ẩn người Maya. Em làm cái game MOBA. Ghê vậy? Thích MOBA. À. Rồi, đi tiếp thôi. Bohem chứ Bohemian gì. Ê, kia chưa ra coi kìa, đi, kia chưa ra coi kìa. Ủa. Đây là gian hàng B. Ghê thật. Bê bãi. Này chắc tự theo quá. Ừ, cũng đầu tư quá ha. Dự án may đủ bê. Hello, Lập. Đại diện luôn cái gian hàng là bán đủ bê luôn này. Ừ. Tobachan Dreams. Khẩu trang quen quen ta thì game Glamour. Đi 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 đi. Có nguyên chuồng hamster kìa. Chắc ngay cửa luôn á. Có nguyên cái chuồng hamster luôn mà chưa thấy hamster. Hamster. Đây hamster đây, hamster trên hình dễ thương á. Nguyên con hamster để cái mặt chủ ủ luôn. Hamsland, thế giới hamster. Chắc game hay chuyện. Giống bài tarot à, cũng giống bài tarot thiệt. Giống thiệt. Mà này giống mấy cái board game á. Board game. Ê, đi ra kia gặp Hà đó. Ra kia gặp Hà đi. Bắt bài không? Đúng Thành. Hả? Đúng gì? Thành. Đúng gì? Không, còn giữa này. Nhìn như Disney cái bên con cao. Mấy cái step đấy. Trong Liên Minh Đường Thỏ này. Thôi đã biết chơi đâu. Nhân vật cái hình giống cái này thiệt á, tưởng đâu rồi. Gì thiệt có thiệt. Thì chị làm đúng kiểu giống Liên Minh luôn á. Cái logo ở đâu? Dạ đâu? Logo đâu? Đi chàng Liên Minh. À, để Liên Minh Người Nội cái vùng của mình. À, vậy chắc là lấy ý tưởng hả? Không phải, chắc là người ta tham khảo. Game nhìn cái logo cho nó nam tính. Đây kia gặp Hà có gì? À đâu? Kia đó kia kia. Thôi Hà được, Hà đi thuyết kê khai cấp bằng tốt nghiệp. Hà sắp vào đời rồi. Hà sắp vào đời. Qua hôm nay và ngày mai là Hà vào đời rồi. Hà lớn rồi. Hà người lớn rồi. Hà ơi, mấy cái này ví dụ như thầy đăng YouTube được không? À, không. Dạ được. Dạ được. À, dạ. Thầy hỏi trước thầy sợ không biết mấy bạn sắp chấm thầy có đăng được không thôi. Vài ngày nữa nha. À. Để tuần sau được không? À, tuần sau được đúng không? Ê, ra góc kia coi, tại vì góc kia mình chưa thấy gì, mình chưa coi. Gì? Giết code luôn hả thầy? Code nhập game á. À, nhận phần thưởng á hả? À, nó về thì chứ chưa gì là có giết code rồi. Đâu ra bên kia coi thử ra. Chụp nhiều dữ vậy, trời ơi, chụp cháy máy luôn á. Trầm hương cảnh. Ôi, khổ trầm hương thiệt luôn á. Ôi, đừng đụng vô em, biết nếu thiệt thôi đừng đụng vô. Mắc lắm luôn nè. Mắc lắm. Này chắc mấy chục á, mấy chục cũ á. Mới đọc cái bài gì trầm hương, tại sao trầm hương lại mắc á? Ừ, đi vô kia ra. Thôi xe ra đi. Graffiti. Ủa lớp đó có thằng nó không học lớp mình á, cứ làm cái thằng mà vẽ bức đó, cái bức đó học lớp mình á. Phải không ta? Không phải đâu. Không phải hả? Cùng nhóm hả? À cùng nhóm hả? À. Thôi đừng chạm vô. Không được. Đừng chạm vô đó. Cấm chạm nha. Chạm ra ra. Hồi trước á, năm ngoái á, thấy bên mặt tuyệt nhiều. Coi giống nhau nhiều, hôm nay đa dạng nhiều. Nhiều cái khác á. Coi thích mắt. Ồ, có mô hình luôn kìa. Ồ, nhỏ dễ thương quá à. Cà rem nè. Anh thấy chị cà rem không? Nguyên cái căn nhà người Hoa nho nhỏ. Sao có cà rem nè? Đâu? Xe cà rem nè. Hả? Đâu không ghê à? Xe cà rem luôn. Nè, à, thấy thiệt. Bên trái thì cái xe kéo kéo. Bánh mì pate. Ê, mấy này giống phố người Hoa thu nhỏ quá à. Bên trái anh, bên trái. Có ly nước mía nữa, xe nước mía. Còn cái này là hủ tiếu. Không, cái này nè. Bánh mấy cái bánh chiên á. Bánh bao chiên á. Ở bao chiên á. Hôm nay là xe hủ tiếu nè. Bánh gì? Được coi không cô? Bánh bò bánh tiêu. Coi được coi không? Coi nhưng mà đừng sờ vô được. Coi. Thích mấy cái nhỏ. Cái nhà anh có làm ghế bàn thờ. Kinh tế quá. Nhà giống kiểu người miền Nam xưa không, cái này là người Hoa. Đấy, không, chắc rồi. Nhà em cũng vậy á. Ủa nhà em cũng vậy luôn hả? Nhà chú em á. À. Vậy á. Nhà em người Hoa à? Không, em người Kinh rồi. Đi, coi tiếp đi. Có xe cà rem các kiểu. À đó. Đi rõ rồi. Gian hàng Jasmine luôn. Ngon. Ủa, tự có tên thương hiệu là Jasmine. Tên hiệu là Diago. Xe Piaggio. Có thể lắm, giống. Đây năm nay có đứa nó làm cái vớ len giống như là bài bé Lam nè. À, màu đẹp thiệt. Dễ thương thiệt. Chụp chưa? À đi. Phải rồi đúng không? Thằng mẹ ơi. Này quay sáng quá ta. Thằng ơi. Thì thật đi. Ủa chứ em nói gì đâu cái kìa, thấy cái váy cưới không? Đó. Đang dụ đó mà em. Thôi làm em buồn. Cái gì dụ được chứ cái này đừng dụ. Đi theo con đường màu hồng. Phải có ngành dụ cũng được, còn đâu có ngành đâu. Tương lai cũng sẽ mở thôi. Chứ không hả? Tương lai sẽ mở thôi. Mở thì nó sẽ mở chắc được rồi. Thôi coi lại lần cuối, đây là cái gian hàng của Hà. Chụp có hôi à? Hả? Chán trường này ghê. Con chịu chịu chán. Cái chi nó mở là em vô rồi. Con chịu nó không chịu mở cho em. Hả? Thì cái thời trang của nó đáng. Không có pha của em nhận. Có pha đi vô đây hả? Có em vô rồi, em không có. À em chào chị. Cô ơi, nãy giờ cô chụp nhiều không? Thôi, được rồi. Thì mấy ăn làm gì? Bấy Hà chứ. Thôi được rồi. Đó. Hà má kìa, bye bye Hà má kìa.